không liên quan, nhưng mọi người đừng quên tham gia góc của Lu và follow Insta H3 Lu An nha. Cảm ơn Seth Linh. Mọi người, đúng rồi, mình có cái group góc của Lu đang có cái chương trình tạo content để tặng quà ngon lắm. Để lát mình vô thông báo trong group, mọi người có thể vô đó. Còn mọi người có thể tham gia theo dõi mình trên Insta nữa. Địa chỉ như bạn Seth Linh vừa nói. Còn mọi người đang xem stream đừng quên nhấn nút like cho stream nó nổi lên fan nhé. Cảm ơn mọi người. Tiếng gì vậy? Đéo vui. Chạy. Ba cái trò này làm khó gì được. Ủa? Đang nhìn cái bàn cờ thì không biết gắn chỗ nào. Năm mới vui vẻ nha alo. Phải lấy cái con kia xuống nữa hả? Lấy cái đầu kia xuống. Đây là con. Rồi từ kiếm gì đây bên kia lấy. Ấy, quên cái donate vừa rồi. Cảm ơn bạn nào vừa mới donate nha. Chúc mừng năm con. Sao lên được trên kia ta? A few moments later. À, thấy con quần nãy hả? Gì nó kêu. Mày phải gắn giống giống vậy đúng không? À, bà nội. Mình nhìn má quăng đi cho xa vậy. Là mình nhìn hồi nãy mình không có thấy cái hình bên kia, cái đó là con xe. Cái đó là con xe hả? Mở vô đây. Má tự nhiên quăng đi làm chi vậy, nó giờ đi lụm. Sao nữa? Nhảy lên. Ê! Nhảy lên.
Rồi sao nữa? Lấy lấy chai rượu chọi cái cửa hả? Lấy chai rượu. Nhiều hướng dẫn quá. Từ lấy chai rượu cho cái cửa nghe nó hơi khó rồi đó, nhưng mà thôi thử. Garena có nhận hỗ trợ qua email không ạ? Em bị khóa để thay đổi thông tin người ta kêu chờ thông báo qua trang hỗ trợ mà giờ bị khóa không đăng nhập được vào trang ạ. Giờ có cách nào liên hệ với bên hỗ trợ không anh? Em mua hỗ trợ chống garena.vn nha em. Cảm ơn em bị donate. Leo lên cái đèn. Ok, cảm ơn 552. Ý, donate chất lượng. 552 đã rescan 200.000 đồng. Chạc A5 Moi Zuzer Am AP nhé. Cảm ơn em. Thôi tự nhiên. Cảm ơn em nha, cảm ơn. Các chú em đã mới vui vẻ. Cảm ơn 552. Tự nhiên cái tiền vô, cái tự nhiên là mọi vấn đề nó được giải quyết, các bạn thấy không? Các bạn thấy sức mạnh của đồng tiền chưa? Tự nhiên nãy giờ ngồi kẹt cái tự nhiên donate 200 cái, tất cả mọi vấn đề được hóa giải vào trong tích tắc. Bữa sau mà các bạn thấy, lúc lúc nữa mà các bạn thấy mình mắc kẹt cái gì, các bạn cứ donate một cái là tự nhiên là mọi vấn đề được hóa giải. Hồi nãy mình có đi ngang một cái cửa có khóa đâu. Để xuống. Mọi người mà donate cho mình qua WeScan, mọi người nhớ vô wescan.vn á, chỉnh lại tên cho nó dễ, đỡ hiện mấy cái số không. Nghe tiếng là không muốn vô rồi đó. Mình biết trước rồi, mình nhảy xuống là mình chụp cái thìa liền rồi. Mà nó nhanh như chó. Thao tác chậm quá vậy. Mấy combo đơn giản lắm mà. Nện cái nè thôi mà. Bố mày nhảy xuống, bố mày nhảy xuống nè. Bố mày nhảy xuống nè, bố mày chụp cái này nè. Ê! Bố mày chụp cái này nè. Thằng này kia, thằng kia, thằng tiếp theo. Ê, thùng hư rồi. Thằng tiếp theo. Thề luôn, bây giờ mà không biết là
nhặt bằng cái nút. Cười. Đập ra má. Mày vô đây. Cảm ơn Nguyên. Ủa sao nó chạy chậm vậy luôn? Con... Ây á. Con kia nó đứng, nghĩ nó nhấp mình được hiểu không? Nó chạy gần tới xong nó nhấp, nó ngưng lại. Bà mẹ nó. Còn nào nữa? Tên 4 mày đọc thêm cái nữa không? Nhấp nè. Nhấp nè. Ê, đi dưỡng gì? Nhấp nè. Bây giờ đi đâu? Nhảy lên cái móc này đúng không? Nhảy lên. Hả? Xoài 50.000 đồng có donate cái khác bọt miền. Ok, cảm ơn Nguyên. Cảm ơn em rất là nhiều, đúng rồi. Cái gì vậy? Này các bạn biết nó đang thiếu gì không? Cái phòng này các bạn biết thiếu cái gì không? Thiếu một chút xíu đèn nhấp nháy. Mà không sao, đồ ngon. Ê! Người tỉnh duy nhất trong căn phòng. Mày đẩy đi, mày đẩy đi, mày có phải mày đợi tao. Rõ ràng là con nhỏ đó nó không ráng nhét gì cho được.
Ôi, ai làm như mày đâu. Nó xuống mấy cây gối nhìn chất lượng thiệt chứ. Ôi, móc phải ngon quá. Ô, con bé tóc dài nó xuống mấy cái gối chất lượng thiệt. Còn bên kia có cú móc phải cũng ghê. Mấy cái này bố mày giải nhiều rồi. Ủa, không phải ném đó vô cái nó mở ra hả? Thôi đi đường khác. Hi. Ủa, đi đâu nè? Bây giờ nhảy ra cái dây này đúng không? Quăng. Gì ghê vậy? Cái não. Quăng cái não đó là não của mình đó. Quăng xong rồi đục. Nhảy qua bên kia hả? Xong rồi đu hả? Sao ta? Hồi nãy mình tính là nhảy vô cái móc này nè. Game này game kinh dị. Từ từ nha. Nhảy qua bên này được không? Không được. Ê. Không ai ném cục não này. Thấy con nhảy mấy con ếch hả? Ếch nhái bự gì. Vậy đi đâu? Đi ở chỗ này mà lát không có chỗ chui là chết. Biết chết nhưng vẫn làm là ngu. Từ từ đã.
chui vô cái bàn kia được không? Không đi được. Cái đầu nó dài lắm. Cửa. Sao leo lên? Ôi! Từ từ đó, ra coi donate lấy tinh thần. Bây giờ leo lên bàn bằng cách nào? Leo lên bàn. Vụ đó, bốn nhảy. Nó đứng đây sao đi lên nè, đi lên này nó thấy liền. Chưa. Cảm ơn 334 nha. 34 đã rescan 100.000 đồng. Cảm ơn 334 nha. Giữ giùm xoài nha. Thôi. Làm chuyện khác đi má.